Hi, xin chào bạn đến với channel Tử. Ok, hôm nay anh em chúng ta tiếp tục với con Mugen. Và hôm nay Tử sẽ review nhanh từ server 1 cho tới server 11 để cho anh em xem các top ở đây. Thử xem là những anh top đã đua như thế nào nhé. Và tình hình Mugen chúng ta tại các server đã phát triển như thế nào. Tử sẽ cố gắng làm cho tới server cuối cùng luôn nha. Ở video này thì Tử chỉ làm server 1 cho tới server 11 thôi. Vâng, đây là server 1. Server 1 và server 2 là gặp chung rồi nha anh em. Vào cho anh em coi hạng đây nè. Ngọc Thu thiếm đầu tiên luôn, 8.2 triệu lượt chiến. Thiếm thứ hai là 6.8 triệu lượt chiến. Thiếm thứ ba 6.7 triệu lượt chiến. Một anh Magic phải nói là rất là bá đạo, nhìn ngầu đấy. Được rồi, đây là server 1-2 nha anh em. Anh em nào mà có tên ở trong đây thì để lại comment bên dưới cho mình biết nha. Được rồi, server 1-2 gặp chung. Top 100 ở đây là 2.3 triệu lượt chiến luôn. Rồi, đi ra server khác thôi. Server 1-2 đã gặp chung rồi, bây giờ mình sẽ vào server 3 nhé anh em. 3-4 cũng gặp chung luôn. Vâng, đây là server 3-4. Come on, lâu thế. Vâng, đây là server 3-4 nha anh em. Thành có vẻ vắng đấy, được mấy thêm đấy. Rồi, vào xem top luôn. Top đây còn ghê nữa. Top 1 là 8.4 triệu lượt chiến rồi. Quá ghê. Phải nói là những chàng trai này phải nói là đua quá ghê. Một con số thất thoát về calo nó khá khủng. Thường thường thì những anh em nào mà chơi game giỏi là thường thường hay bị ốm do thức đêm với lại ăn uống không có đủ chất lượng giống như là người bình thường ấy. Mà chơi game là no mẹ rồi, cần phải uống nước. Được rồi, đây là server 34 nha anh em. Tới 100 đây là 2.2 triệu lượt chiến luôn. Rồi, server 34 đây rồi. Tôi sẽ trở ra server khác. Ok, rồi. Server 5 nha. Ok, vào server 5 thôi. Đù, server 5 mới gộp server hay sao mà đông khiếp. Tuấn con đứng chủ, đứng UBK luôn. Thành vẻ đông đấy. Rồi vào xem hạng luôn. Top 1 là 7.4 triệu lượt, ý lộn 7.5 triệu lượt chiến rồi. Top 2 có vẻ khá là nhỉnh. Top 3 cũng vậy. Chỉ có top 1 là khủng thôi. Không biết là server 5 này gặp chung server nào không nữa, Tử cũng quên mất. Được rồi, server 5 nha anh em. Khá đông đấy, tiếp tục mình ra server khác thôi. Nếu mà server 6 mà Tử có tạo nhân vật rồi á, mà à, vậy là 5-6 gặp chung rồi. Được rồi, tiếp tục với server 7 nè. 5-6 gặp chung nha anh em. Này, không level 80 nữa mới đúng.
Nhân vật cô tử toàn là khủng khủng không, đua khá là bá đạo. Vâng, cố nhân đứng vua BK luôn, xem top đây luôn cho nóng luôn. Vâng, bộ trưởng 67 lực chiến top 1 server 7 luôn, top 2 cũng lực chiến cũng ngang ngang nhau đấy. Top 3 nè, 4 nè, 5 nè. Anh Magic đẹp ghê không, nhìn ngầu đấy. Rồi top 100 1.8. Vâng, đây là server 7 nha anh em. Tình hình có vẻ khá là bất vẻ đấy, chắc một số anh em đã đi chơi quái hết rồi. Được rồi, nhanh gọn đi ra server khác thôi. Được rồi, mình sẽ vào server 8 nha. À, server 8 gặp chung server 7 luôn. Không biết là phải nó gặp chung server 7 không, hôm bữa mình quẩy mình quên mất. Hình như là nó đó. Server 9 nè. Server 9 này thì của mình rồi. Server 9 này thì gặp chung server 11. Rồi cho anh em xem lại top ở đây luôn. Đây là server mà mình chơi từ xưa giờ, nhưng mà đã khá lâu rồi cũng không vào. Vâng, server 9 và server 1 có vẻ khá là yếu đuối so với những top của server 1, 2 và server 3, 4. Đúng không anh em? Khá là nhỉnh đấy. Server 1, 2 là 3, 4, top 1 là 8 triệu mấy lượt chiến rồi. Quá khiếp. Được rồi, đây là server 9 và server 11 nha anh em. Được rồi, tiếp tục nào. Tình hình cũng có vẻ vắng vẻ đấy. Tiếp tục thôi. Tiếp tục với server 10 đi. Hình như cái server 10 này là nó cũng gặp chung với một server nào đó. À, vậy là nó có gặp chung với một server nào đó rồi. Để em vô mình xoay em lại luôn coi. Chỉ cần nhìn thím đứng ở đây rồi. À, nó gặp với server 7 nha anh em. À, hình như là 7 10 với lại 8 à, là gặp chung với nhau à. Hình như vậy á. Nói chung năm nay là như vậy đấy. Vâng. Và đó là server từ 1 cho tới 11 nha anh em. Có một số server gặp chung với nhau rồi đấy. Và cắt top nó như vậy. Được rồi, tôi sẽ kết thúc video tại đây. Anh em đón chờ cái video thứ hai nha. Mình sẽ đi từ 11 cho tới 20 nha. Ok, nếu anh em nào có trong có ở trong cái video này thì cứ để lại comment cho mình biết nha.